Kính chào quý vị, Ủa, tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin điểm báo 18 giờ hôm nay mời quý vị cùng nghe những thông tin tổng hợp vừa được cập nhật. Thông tin được đăng tải trên trang các báo dinh lưu vn vietnamnet.vn, nhân dân.vn, thanh niên.vn và vietnamnet.vn. Bộ Ngoại giao lên tiếng về thông tin Việt Nam hợp tác với Thái Lan để tăng giá gạo. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu, trong đó có vấn đề an ninh lương thực, Đối với vấn đề giá lúa gạo, với vai trò là một quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, Việt Nam luôn tôn trọng quy luật thị trường và tuân thủ các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới và các hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam đã tham gia và ký kết. Trước đó, báo băng Cốc Post dẫn lời Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Chalem Chai Xuyon cho biết hai bên đạt được thỏa thuận nói trên sau các cuộc thảo luận về xuất khẩu gạo gần đây. Hai nước sẽ lập tức thành lập nhóm triển khai ý tưởng này tại mỗi nước. Tổng bí thư Nguyễn Phú trọng thăm và làm việc với thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Sáng 23 tháng 9, đoàn công tác của Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh từ sau Đại hội 13 của Đảng, Đại hội 11 của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Phan Văn Mãi kiến nghị Bộ Chính trị Ban Bí thư, Tổng Bí thư tiếp tục quan tâm chỉ đạo về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó trọng tâm là định hướng chiến lược, chủ trương và cơ chế để thành phố phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng và phát triển. Trung ương tiếp tục chọn thành phố là nơi thực hiện thí điểm đối với những vấn đề mới phát sinh mà thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển, nhưng chưa có quy định hay những quy định hiện hành của nhà nước không còn phù hợp. Đồng thời, mở rộng việc phân cấp, phân quyền trên một số lĩnh vực nhằm tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của thành phố. Bên cạnh đó là hoàn thiện về thể chế cho thành phố Thủ Đức phù hợp với quy mô và vai trò theo mô hình thành phố trong thành phố, có chính sách tương xứng để phát huy tiềm năng, thu hút được nguồn lực phát triển trong đó có trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Đề xuất tập trung giám sát việc phân phối, sử dụng vắc theo Chủ tịch Quốc hội, vấn đề kích xét nghiệm đã được làm kỹ nên nếu giám sát, cần tập trung vào nội dung tiếp nhận, phân phối và sử dụng vaccine ngừa COVID-19. Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nhìn nhận đây là chuyên đề mang tính thời sự rất cao, đặc biệt khi vụ việc Á đang gây tác động rất lớn. Theo Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, đoàn giám sát cần có các tổ đi nhiều nơi để lắng nghe, kiểm tra việc quy động nguồn lực chống dịch, tránh nghe báo cáo một chiều mà không nắm được những thông tin cần thiết. Trăng gấm dài 2 mét bò vào trường học ở thành phố Hồ Chí Minh. Một con trăng gấm dài khoảng 2 mét bò vào sảnh của trường trung học phổ thông Dương Văn Thì, được nhân viên bảo vệ của trường bắt rồi giao cho chi cục kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện Chi cục kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận đây là sự việc khi hữu, chưa thể xác định nguồn gốc, nhưng vị này dự đoán có thể đây là con trăn sống ra từ nhà dân hoặc được phóng sinh ở các cơ sở tôn giáo gần nhà trường. Đây là con trăn cái, dài khoảng 2m, nặng khoảng 5kg, tên khoa học là Python reticulatus, thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Lực lượng chức năng dự định chuyển con trăn đến trạm cứu hộ động vật quan và ở củ chi chăm sóc trước khi thả về tự nhiên. tiếp tục bản tin là những thông tin thế giới đáng chú ý nắng nóng kỷ lục một loạt thợ sữa điều hòa thiệt mạng ở trung quốc số vụ tai nạn chết người liên quan đến ngã từ các tòa nhà cao tầng khi bảo trì hoặc lắp đặt hệ thống điều hòa không khí đã tăng vọt trong mùa hè này ở trung quốc nguyên nhân chủ yếu là do công nhân phải chịu áp lực hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng trong bối cảnh đơn đặt hàng đổ về liên tục ngoài ra các kỹ thuật viên cũng phải đối mặt với nguy cơ cao bị thương và thậm chí tử vong tại môi trường làm việc do thiếu các biện pháp bảo vệ an toàn cần thiết một số nước Trung Á sẽ bỏ tù công dân nếu họ tham chiến ở Ukraine. Kyrgyzstan, Kazakhstan và Uzbekistan mới đây đã cấm công dân của họ tham chiến Ukraine, cảnh báo sẽ xử phạt nặng nếu vi phạm thậm chí là bỏ tù sau khi Nga công bố lệnh động viên một phần. Những cảnh báo trên được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21 tháng 9 ban hành sắc lệnh động viên một phần quân dự bị của nước này, đồng thời thông qua quyết định đảm bảo quyền công dân Nga cho những người nước ngoài ký hợp đồng với các lực lượng vũ trang Nga. Israel cam kết ủng hộ giải pháp hai nhà nước với Palestine. Israel cam kết ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine. Tuyên bố này được Thủ tướng Israel Yair Lapid đưa ra trong phát biểu tại khóa họp 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc đang diễn ra ở New York, Mỹ. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua một nhà lãnh đạo Israel công khai thể hiện sự ủng hộ đối với giải pháp hai nhà nước. Mỹ và Philippines nhấn mạnh ủng hộ tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Cũng trong cuộc hội đàm bên lề khóa họp 77 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, ngày 22 tháng 9, lãnh đạo Mỹ và Philippines đã nhấn mạnh sự ủng hộ đối với tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông. Đây là lần gặp trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Philippines Ferdinand Marcos, người vừa nhằm chức hội tháng 6. Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đồng minh giữa hai bên. Tổng thống Biden nhắc lại cam kết của Washington về bảo đảm an ninh cho Philippines, trong khi Tổng thống Macron đánh giá cao vai trò của Mỹ trong việc duy trì hòa bình ổn định ở khu vực. Thưa quý thính giả, Hồ Khe Ngang là một điểm du lịch mới nổi lên trên bản đồ du lịch Thừa Thiên Huế, chỉ cách trung tâm thành phố Huế khoảng 12 km. Đường đi đến với Hồ Khe Ngang cũng rất dễ tìm và dễ đi. Đây là một trong những điểm du lịch, điểm chết in siêu hát của các bạn trẻ và khách du lịch không nên bỏ qua khi đến du lịch Huế. Hồ Khe Ngang có cảnh quan nguyên sơ, phong cảnh đẹp và thơ mộng, đó là sự hài hòa của thiên nhiên giữa núi non hùng vĩ. Sông hồ, mây trời và cảnh vật hứa hẹn sẽ đem đến cho du khách và các bạn trẻ nhiều bức ảnh sống ảo đủ mọi góc cạnh tuyệt đẹp để đến hồ Khe Ngang. Du khách có thể đi vào sáng sớm hoặc xế chiều để ngắm bình minh và hoàng hôn, chờ đợi mặt trời ló dạng và lặn dần phía sau rặng núi xa xa đây là những khoảnh khắc đẹp nhất trên lòng hồ. Sự bình yên của thiên nhiên hòa vào ánh mặt trời dịu nhẹ lúc xế chiều thật sự mang lại cho con người cảm giác thư giãn, sáng khoái. Khung cảnh thơ mộng này cũng rất thích hợp để bạn chụp ảnh, lưu giữ cho mình những bức hình cực đẹp tại hồ Khe Ngang. Từ hồ Khe Ngang, du khách có thể ghé thăm chùa Huyền Không Sơn Thượng, Lăng Minh Mạng, Lăng Gia Long hay Điện Hòn Chén. Những điểm du lịch nổi tiếng này nằm không xa hồ, rất thuận tiện để lên lịch trình dành cho các bạn đam mê photo tour. Thưa quý thính giả, Seychelles là đảo quốc nằm trong Ấn Độ Dương, thuộc châu Phi. Lịch sử Seychelles gắn liền với sự xuất hiện của người Bồ Đào Nha. Nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha Vasco da Gama là người châu Âu đầu tiên trông thấy Seychelles. Trong những năm đầu thế kỷ 16, Pháp đã chiếm đóng quần đảo này. Vẻ đẹp nơi đây được tạo nên bởi những thảm thực vật tự nhiên của một khu vườn khổng lồ với đủ loại cây trái nhiệt đới. Từ thủ đô Victoria, con đường ngoằn ngoèo dẫn lên đồi tạo thành một cột sống dọc theo chiều dài của đảo nối liền khu rừng nhiệt đới trên cao với vườn quốc gia Mont Ẩn trong những ngọn đồi ấy là Le Giác Đành Du Rồi, một nhà vườn băng gỗ đã được cải tạo qua bảy thế hệ của một gia đình. Vào trong vườn, du khách sẽ được tận hưởng bầu không khí thoang thoảng mùi xả, nhục đầu khấu hòa quyện với hương thơm nồng của Ngọc Lan Tây và khoác hương. Khám phá ma hé bằng xe đạp hoặc ngồi xe buýt công cộng vòng quanh đảo là phù hợp. Roslyn, hòn đảo lớn thứ hai, có một sân bay nhỏ nhưng cũng tiếp cận dễ dàng bằng bè gỗ. Đây chính là trái tim của hòn đảo với rừng rậm nguyên thủy, một trong những hệ sinh thái được bảo tồn tốt nhất thế giới. Các di sản thế giới đều được bảo tồn trong vườn quốc gia Bruce quê hương của giống dừa khổng lồ cô da cô mẹ đặc trưng chỉ có trên hai hòn đảo ở Seychelles. Đi bộ trên những con đường mòn, những bụi cây như đua nhau xè ra trước mặt, khiến ai cũng ngỡ như đang ở trong khu vườn địa đàng với những cây cao tán lá hình quạt khổng lồ che khuất mặt trời. Tiếng chim sẻ ríu rít, tiếng gọi của loài vẹt đen, ở phía tây bắc của đảo là những cánh rừng lưỡi liềm ôm lấy bờ các tuyệt đẹp của bãi biển Anslagio, cái tên quen thuộc trong danh sách những bãi biển đẹp nhất thế giới với khung cảnh vắng lặng hoang sơ như chưa từng có ai đặt chân đến đánh bắt cá là hoạt động quan trọng cũng giống như du lịch ở seychelles xưa khu chợ đây màu sắc bình lát là điểm nên ghé thăm để mua sắm hải sản tươi sống quý vị thân mến bản tin trợ lý ảo điểm báo hôm nay xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe Hẹn gặp lại trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 6 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2022. Thân mến chào tạm biệt.